Hello, hello các bạn. Hôm nay lại có một dịp mình đang có mặt tại Đàn Tế Nam Giao, thành nhà Hồ. Và chúng ta lại tiếp tục khám phá Đàn Tế Nam Giao, thành nhà Hồ. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Đây là đền thờ Hồ Quý Ly. Đấy. Con đường chúng ta đang đi đây là con đường thần đạo. Thì mình đây. Chúng ta sẽ có sơ đồ đàn tế này. Đàn tế Nam Giao được Hoàng đế Hồ Hán Thương xây dựng vào tháng 8 năm 1402 tại chân núi Đốn Sơn, hay còn gọi là núi Đốn. Tế Nam Giao có nghĩa là lễ tế trời đất ở vùng phía Nam Kinh Thành. Đây là công trình tôn giáo quan trọng bậc nhất của triều Hồ. Mình sẽ đứng đây quay quanh cho các bạn và đọc cho các bạn nghe. Nơi hàng năm hoàng đế làm lễ tế cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, lễ tế Nam Giao cũng khẳng định tính chính thống và uy quyền của hoàng đế theo mệnh trời cai trị thiên hạ. Nằm trọn trong lòng tay ngai núi Đốn, đàn tế có diện tích 43.000 m2. Đàn tế có 5 bậc nền cao dần lên theo hướng chân núi. Phần trung tâm của đàn, nơi cao nhất gồm 3 vòng tường, nơi cao nhất gồm 3 vòng tường bao bọc lẫn nhau. Phương đàn có hình vuông bọc lấy viên đàn hình tròn. Phương đàn hình vuông, hình tròn là mình nhớ là ở ngoài trên kia kìa. Ở trên máy, trên tiết dư, mình nghĩ là mình đang ở dưới cái đàn số 5. Mình tiếp tục đọc cho các bạn nghe rồi xong chúng ta sẽ đi. Bọc lấy viên đàn hình tròn tượng trưng cho trời và đất giao hòa, đàn tế còn nguyên dấu tích nền móng của các kiến trúc phụ với 4 cổng lớn, 3 cửa ra vào, lối đi và 25 cống thoát nước trục chính. Giữa gồm 5 làn đường lộ rõ dấu vết của đường thần đạo. Đấy, con đường chúng ta đang đứng đây là đường thần đạo. Dẫn lên trung tâm đàn tế, làn đường lớn nhất ở giữa lát bằng đá xanh, chỉ dành cho thượng đế và thần linh, gọi là thần ngự đạo. Ngay cả hoàng đế cũng không được đi lên làn đường này. Mình nghĩ là nó đường này. Đấy. Tiếp tục, hai làn bên mỗi làn rộng khoảng 1,5 mét được lát bằng đá phiến. Làn phía đông chỉ dành cho vua đi, gọi là ngự đạo. Làn phía tây dành cho quan đại thần. Hai làn ngài cùng dành cho tùy tùng theo vua phục vụ lễ tế. Trong khuôn viên đàn tế còn có giếng vua. Giếng vua thì mình chốc nữa mình sẽ ra mình quay cho các bạn. Giếng vua nằm ở kia. Trong trung tâm đàn tế còn có giếng vua. Đáy hình tròn là nơi nhà vua lấy nước thiêng trai giới trước khi làm lễ. Nói về cái việc trai giới thì trai giới là hình thức mình ăn chay, không rượu chè, không gái gú, không làm những cái điều ác. Đấy là người ta gọi là trai giới. Mình giải thích cho các bạn một chút về trai giới. Và tiếp tục ta sẽ đọc tiếp. Trai giới trước khi làm lễ. Khai quật khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật đất nung rất tinh xảo của niên đại từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 15, như hình đầu rồng, phượng múa vẹt. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, phượng múa vẹt. Đấy, mình tiếp tục đọc cho các bạn. Phượng múa vẹt, chim uyên. Đấy, chim uyên đây. Các loại gối mũi cánh sen, gối mũi lá, gối hài, gối lá đè, gối âm dương. Đấy, các bạn có thể thấy đấy. Đấy, đâu rồi? Đến gối âm dương rồi. Gối ống trang trí, gối đao mái, các loại gạch trang trí
chậm chạm rồng, hoa cúc, sáu thần. Đây là bằng chứng của hệ thống kiến trúc với hệ mái trang trí linh vật phong phú, chịu ảnh hưởng rõ nét của nghệ thuật Phật giáo. Đây, mình sẽ quay cho các bạn một số nơi người ta, đây con đường mình nghĩ đây là dấu vết hệ thống thoát nước. Đấy, đường trên này, dấu tích đường thần đạo. Đèn đàn đây, sơ đồ. Và bây giờ ta sẽ tiếp tục. Cái con đường này là con đường đá xanh đây. Con đường này là con đường đá xanh mà người ta gọi là con đường thần đạo đây. Chúng ta sẽ tiếp tục đi trên cái con đường thần đạo. Mình ở đây thì như lúc nãy ta đọc đấy, nó có chia thành 5 bậc. Thì 5 bậc nền. Và nền ta đang đứng đây là nền 5. Mình sẽ đọc cho các bạn về nền 5. Đấy, đây là sơ đồ. Nền 5 thì đi dọc theo cái hướng này. Đây là cổng chính. Còn lúc mình đến đây thì là bảo vệ người ta đang ngủ ở trong kia. Đấy, ở nơi đây là nó có diện tích khoảng 43.000 m². Mình quay quanh cho các bạn xem. Và đây là nền 5. Đây là gạch đã được khai quật. Mình đọc cho các bạn nghe về nền 5. Nền 5 có chiều dài 142 m theo chiều đông tây, rộng 62,10 m theo chiều bắc nam. Đây là nền bậc thấp nhất của đàn Nam Giao. Các bậc nền tiếp theo có độ cao tăng dần về phía chân núi Đún. Cao nhất là nền 1, nơi có Viên Đàn và Phương Đàn là trung tâm của đàn tế. Nền 5 hiện chưa được khai quật. Nền này, đấy, các bạn, mình sẽ quay cho các bạn về nền 5. Đây, đây là nền 5. Nền 5 hiện chưa được khai quật. Đấy, cái nền này là chưa được khai quật. Kết quả khám sát trước đầu đã làm xuất hiện phần còn nguyên vẹn nhất của thần đạo, gồm có 5 làn đường khác nhau, rộng 9,50 m. Trên đường thần đạo, ở vị trí từ nền 5 bước lên nền 4 xuất lộ dấu tích cổng đầu tiên của đàn tế Nam Giao. Đây, mình lại tiếp tục. Nền 5 này thì hiện tại là chưa được khai quật. Các bạn có thể nhìn thấy, nếu vào một cái mùa như lần trước mình đi á, thì ở đây cái cây xanh mướt. Và đây, mình đến đây thì là cái cây hoa này, người ta gọi là hoa xuyến chi. Nó đã nở hoa rồi. Nền 5, đấy, gạch ngói người ta đang khai quật. Đấy, ta sẽ tiếp tục cái hành trình của chúng ta. Đây, đây, mình kết thúc nền 5. Các bạn có thể nhìn thấy, đấy, cái đường này, bên đây. Và ta bắt đầu bước lên nền 4 này. Nền đây là nền 4. Ta sẽ đọc cái hướng dẫn cho các bạn. Nền 4 mình nhìn cũng chưa được khai quật đâu. Dập cắt cấp dần. Nền 4. Nền 4. Lớp nền này chưa được khai quật hết. Phần lộ có chiều dài 142 m và rộng 32,2 m, cao 0,7 m so với nền 5. Các khai quật bước đầu xuất hiện xuất lộ một số dấu tích kiến trúc phía đông của nền 4 là giếng vua. Đây, phía đông đây. Và giếng vua đây, giếng vua thì trong nữa mình sẽ có một cái clip riêng về giếng vua. Thì ta sẽ quay về giếng vua. Là phía đông là giếng vua, nơi lấy nước để nhà vua trai giới và phục vụ nghi lễ tế Nam Giao. Con đường chính giữa vẫn là thần đạo. Đấy, con đường này các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, nền 5 đây. Con đường chính giữa vẫn là thần đạo. Đường thần đạo của nền 4 có cấu trúc tương đương với nền 5. Tuy nhiên, làn chính giữa dành các vị thần có kích thước thu nhỏ lại còn 2 m. À, mình lại chưa thấy cái ấy. Chắc là về cái đoạn kia.
Trong khi các làn bên rộng hơn, bắt đầu từ nền 4, chúng ta sẽ gặp dấu tích bức tường lớn nhất của đàn tế năm dao bọc tất cả các nền. Ở đây cũng có các dấu tích của cổng lớn với móng trụ đá có 3 gian, 4 vỉ. Mỗi vỉ có 3 hàng cột. Đây là kiến trúc duy nhất của có kết cấu 3 hàng cột của đàn tế và là cổng đầu tiên dẫn chúng ta lên nội đàn. Đấy. Giới thiệu với các bạn đây là giếng vua. Thì đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Còn đây là cái nền 4. Chúng ta sẽ tiếp tục. Đây là phía đông, còn giếng vua ở cái kia. Mình sẽ quay riêng về giếng vua tổng thể. Chúng ta sẽ tiếp tục. Đây là cái con đường chúng ta đang đi, đây là con đường thần đạo. Thần đạo, con đường thần đạo, và đây là cái con đường thu hẹp lại dành cho vua và các vị thần là đi ở giữa. Mình là dân đen đi bên ngoài. Đấy. Chúng ta sẽ lên nền 4, nền 5 và đây là nền 3. Vẫn là cái con đường thần đạo. Mình đã có rất nhiều cái clip nói về cái khu vực này rồi, nhưng hôm nay lại có một cái dịp để quay về nơi này. Thì ta lại tiếp tục cái kiến trúc về nền 5, nền 3. Nền 3, nền 3 có chiều dài 142 m, cũng giống như ở dưới, cũng vẫn là chiều dài 142 m so với nền 5, nền 4. Nền 3 có chiều dài 142 m và rộng 31,25 m, cao 1,7 m so với nền 4. Dấu tích đường thần đạo tiếp tục lộ ở chính giữa, có bậc thềm dẫn lên nền 2. Hai bên thần đạo là dấu tích sân lát gạch. Ta vẫn tiếp tục. Hai bên thần đạo là dấu tích sân lát gạch trung bình là 4,47 x 4,47 cm. Phía ngoài hai chân gạch là dấu tích hai cụm kiến trúc của tường bao quanh. Mỗi cụm có 3 kiến trúc khác nhau. Theo dự đoán ban đầu của các nhà nghiên cứu, đây có thể là khu vực sửa soạn các lễ vật phẩm để dâng tế lễ. Đây, mình sẽ quay cho các bạn. Đấy, ở ngoài kia là các bậc thềm đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy. Rất nền này thì cao hơn so với các cái nền khác. Đấy. Mình sẽ làm một cái clip full về đàn tế năm dao hôm nay. Và ta tiếp tục lên nền 2. Nền 2 này thì xem cái biển cắm ở đâu. Ta đang đứng trên nền 2. Nền này mình nghĩ là đã được khai quật rồi, bởi vì là đã lộ ra hết rồi. Cái điều đặc biệt ở đây là vẫn là một cái gì đấy nó cụt đầu. Nên có một bên thôi. Các bạn có nhìn thấy dấu vết của lịch sử. Đây, mình sẽ cho các bạn một chút kiến thức về nền 2. Nền 2 có chiều dài 142 m và rộng 70,59 m, cao 2,2 m so với nền 3. Đây là nền đàn lớn nhất và xuất lộ nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng. Ở đây có dấu tích của 3 vòng tường đàn lớn bao bọc lẫn nhau với 3 cổng đàn. Vòng đàn ngoài cùng là 145 nhân với lại 113 m, có hai góc lượn tròn. Vòng đàn giữa có hình gần vuông 65 nhân 67 m. Vòng đàn bên trong cùng có hình đa giác 60,6 nhân 52 m, có hai cạnh
trên vát chéo, sân đàn lát gạch là dấu tích của hai cụm kiến trúc. Mình sẽ quay cho các bạn đây. Đấy. Đây là đèn đàn, đàn số 2 đây, nền số 2. Hai cụm kiến trúc, mỗi cụm có 3 kiến trúc bố cục đối xứng ở hai bên đường thần đạo. Toàn bộ viên đàn và phương đàn ở nền 1 nằm trọn trong nền 2. Đây. Mình sẽ quay cho các bạn đấy, đấy là hướng dẫn. Đây là nền 2. Đấy. Nền 2 này thì nó có cái sự khác biệt. Bao quanh này. Chúng ta sẽ lên nền 1. Và núi Đôn Sơn. Ở giữa đây thì có một cái bàn đá và hai cái bia, hai bát hương. Mình sẽ xin các cụ đi qua và sau hành lễ với các cụ sau. Giới thiệu với các bạn đây là nền 1 đây. Chúng ta sẽ đi sang bên phải đi. Nơi này mình nghĩ là đã được phục dựng lại. Mình sẽ đọc cho các bạn về nền 1. Đây là bậc nền 1. Đây là bậc nền nằm ở vị trí cao nhất của đàn tế, có chiều dài 23,3 mét và rộng 15,3 mét, cao 1,6 mét so với nền 2. Nền này đã bị phá hủy gần hết. Trên nền có dấu tích móng nền đất hình tròn và đường kính là 4. Đây các bạn có thể nhìn thấy đấy. Hình tròn đấy. Chốc nữa mình sẽ đứng trên kia và quay tổng thể từ trên xuống dưới cho các bạn. Đây, rồi tiếp tục ta sẽ tiếp tục. Có đường kính 4,7 mét. Đây chính là dấu tích viên đàn. Viên đàn có hình tròn để thờ trời theo quan niệm trời tròn đất vuông trong vũ trụ luận cổ xưa của người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung. Tại chân tường của viên đàn tiếp giáp với Đốn Sơn. Đây. Núi này là núi Đốn Sơn các bạn nhé. Đây. Đây là chân tường. Những cái biết đấy. Tiếp giáp với núi Đốn Sơn, các nhà khảo cổ còn phát hiện một bộ cốt trâu bò tương đối nguyên vẹn, bộ xương của tư thế nằm ngửa đặt trong bia mộ quay bằng đá, đến nay vẫn là một bí ẩn mà các nhà nghiên cứu đang tìm câu trả lời. Viên đàn là trung tâm và quan trọng nhất của đàn tế, đây là nơi Hoàng đế tiến hành các nghi lễ tế đàn tế Nam Giao, giao tiếp với Thượng Đế và Thần Linh nhằm cầu xin và khẳng định tính chính thống của vương quyền, quốc gia và dân tộc. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay cho các bạn đây viên đàn. Đây là nơi mà Hoàng Đế sẽ làm tế lễ. Và như cái dấu vết đang còn đây, mình thấy là gần đây có ai đây, họ đã cúng ở đây, đốt hương này. Đấy. Hình tròn. Các bạn nhìn thấy. Đây là toàn bộ của đàn tế Nam Giao. Mình sẽ đứng trên cao nhìn xuống một vòng. Đây.
đây là cái nơi mà chúng ta vừa đọc đây, cái di tích hàng viên đá này. Đấy, chân đấy, mình sẽ đi qua đây. Đấy, toàn thể của khu di tích Đàn Tế Nam Giao. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Mình bắt đầu mình sẽ ra chỗ giếng vua, mình quay cho các bạn. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy hay, cảm thấy ý nghĩa, cảm thấy có giá trị về lịch sử, hãy like kênh và chia sẻ để mọi người cùng biết.